Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Dạo gần đây thì mình làm khá nhiều liên quan đến những cái bộ PC. Bởi vì anh em biết vì sao không? Giá của card đồ họa bây giờ tốt quá. Anh em có thể mua được những cái mẫu card đồ họa có mức giá cực kỳ tuyệt vời. CPU thì lúc nào cũng rẻ rồi, chúng ta không phải quan tâm. Card đồ họa giảm giá thì anh em sẽ chơi được nhiều game hơn. Có những tựa game online, offline hoặc là tựa game V, một tựa game FPS cực kỳ nổi hiện tại. Thì khi mà chơi tựa game FPS anh em sẽ quan tâm đến yếu tố nào? Thứ nhất là chúng ta cần phải có cấu hình rồi. Ok, mọi thứ đã đầy đủ. Tiếp theo là về phần màn hình. Màn hình của chúng ta thì ngày xưa anh em gọi là chỉ cần màn hình 24 inch, độ phân giải Full HD là được. Thế nhưng giá card đồ họa bây giờ rẻ quá thì chúng ta hay chuyển hướng đến những cái mẫu màn hình có cái độ phân giải cao hơn. Thì ở đây mình đang có được một mẫu màn hình đến từ Gigabyte M27, có mức chi phí đầu tư có thể nói là cũng bằng một bộ PC đấy. Thế nhưng mà nó có xứng đáng hay không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Rồi, thì xét trên khía cạnh nhu cầu chơi game trên độ phân giải Full HD thì 24 inch ok. Còn nếu mà anh em nào mà ngồi xa hơn mà muốn sử dụng mẫu màn hình lớn hơn thì chúng ta phải chuyển hướng sang những mẫu màn hình 27 inch. Thì với 27 inch thì Full HD chúng ta vẫn có thể nhìn ok thôi. Thế nhưng mà khi mà sử dụng đa dụng ấy thì cái độ phân giải 2K sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Thì em Gigabyte mình đang có ở đây cũng đạt được những gì như vậy. Đầu tiên chúng ta hãy nói khía cạnh tiền đâu đi. Thì cái mức chi phí để anh em có thể sở hữu được em Gigabyte M27 này sẽ rơi vào khoảng từ 14 đến 15 triệu đồng. Đôi khi ở một vài thời điểm sẽ giảm xuống mức giá thấp hơn một chút. Thế nên anh em hãy click vào đường link dưới phần mô tả nhé. Mức giá thì bên mình sẽ liên tục cập nhật để anh em có thể theo dõi được. Thì với cái mức chi phí đầu tư như vậy, tức là cũng khá là xem khi so với một dàn PC rồi, thì anh em sẽ quan tâm đến yếu tố nào? Một số anh em sẽ nhìn thẳng luôn vào cái thông số màn hình, nhưng đối với mình, chúng ta hãy nhìn đến cái phần thiết kế bên ngoài, cái chân đế của sản phẩm đi. Thì chân đế ở đây là chân đế được thiết kế theo dạng chữ V, chữ U. Anh em có thể nhìn theo chữ nào cũng được. Cái chân đế này được làm khá to. Cái lý do bởi vì là màn hình 27 inch, như anh em nhìn thấy mình đang lọt thỏm vào trong khung hình, và màn hình 27 inch nó rất to. Thì chân đế mà không đủ tốt thì khi anh em chơi game ở trên bàn, anh em mà chẳng may gọi là combat hơi mạnh hoặc là bấm bàn phím hơi mạnh một chút thì cái màn hình nó sẽ bị đong đưa và sẽ gây ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng. Đặc biệt là khi chúng ta đang cần phải xử lý tình huống liên quan những tựa game FPS hoặc là chơi những tựa game MOBA thì cái lúc màn hình bị rung ấy làm cho anh em mất tập trung đi, thì cái chân đế vững chãi nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Tiếp theo nữa về mặt định hướng sử dụng. Ban đầu thì mình nghĩ rằng là những cái mẫu màn hình như này thì chân đế sẽ phải càng đa dụng càng tốt, nhưng khi mà mình trải nghiệm mình thấy là chân đế này được hướng tới cái sử dụng là tập trung. Tập trung ở đây như thế nào? Anh em sẽ chỉ nâng lên, hạ xuống được thôi. Việc quay trái, quay phải sẽ phải xô cả cái màn hình đi. Và tất nhiên cái phần ngửa lên, ngửa xuống thì vẫn có thể đáp ứng được. Nếu mà để tìm ra một cái lý do để lý giải cho việc này thì mình nghĩ đây là cách để giúp cho game thủ tập trung hơn vào game. Tức là những ông khác kiểu là đưa xem với, đỡ đẩy màn hình của chúng ta đi thì chơi game lúc nào cũng sẽ hoàn thiện hơn. Tất nhiên là nếu như anh em nào mà muốn thay đổi những chân đế khác này, muốn tùy chỉnh được tốt hơn thì ở đằng sau cũng hỗ trợ chân VESA 100, thì anh em có thể thay sang những cái chân đế giỏi khác nếu như anh em thực sự quan tâm. Còn theo mình thì cái chân đế này anh em có thể sử dụng đặt lên bàn luôn cũng được, đỡ mất công mua, dùng luôn đi cho nó sướng. Bởi vì đằng nào chúng ta cũng bỏ ra một khoản chi phí khá khá để sở hữu em nó mà. Tiếp theo nữa thì chúng ta đề cập đến khía cạnh bên ngoài đi. Ở cạnh viền ở đây anh em nhìn thấy ba cạnh viền là rất mỏng. Ở bên dưới đây là khu vực chứa logo của Gigabyte, thì cái khu vực logo ở đây sẽ là logo kiểu được in lên thôi chứ không phải led RGB đâu. Led RGB nhiều mà tập trung lắm để không có led để này cho chúng ta dễ nhìn thấy. Ở phần mặt sau thì sẽ có thêm một số những cái họa tiết thiết kế của sản phẩm để tăng tính nổi bật lên thôi, để lúc mà chúng ta tháo ra lắp vào nhìn trông thú vị. Sẽ có một số những cái phím tắt menu ở bên trong để chúng ta có thể tùy chỉnh. Về mặt cổng kết nối của em này cũng khá là hay khi mà có đầy đủ tất cả cổng kết nối HDMI, DisplayPort và USB Type-C. Tuy nhiên thì mình sẽ lưu ý một chút như thế này. Thì với cái cách chúng ta sử dụng trên độ phân giải là 2K đi thì anh em sẽ cần phải lựa chọn những sợi dây sao phù hợp nhất. Tiếp theo nữa là về cổng USB Type-C, mặc dù em này có thể sử dụng được, tuy nhiên cái cổng USB Type-C này hỗ trợ thêm cả một giao thức là Power Delivery nhưng mà chỉ ở 18W thôi, tức là anh em nào mà sử dụng iPhone thì có thể sử dụng để sạc nhanh được. Còn những anh em nào mà sử dụng những cái điện thoại nó cao hơn một chút thì cũng khó đấy, bởi vì cứ mỗi iPhone dùng sạc 18W thôi, những hãng khác hình như là 100W rồi, có những hãng 165W rồi cơ, dùng một kinh, kiểu quá kinh khủng. Đến những thông số của màn hình đi, chúng ta đi lướt hết những cái phần chi tiết bên ngoài rồi. Cái tên M27 là anh em đã mường tượng được ra, thì cái kích thước, cái đường chéo đây
là 27 inch. Thì với kích thước 27 inch, nếu chúng ta chơi game ngồi ở gần thì thực sự là khá là khó để có thể bao quát được khung hình. Thì anh em nên ngồi xa một chút để có thể trải nghiệm. Thế nhưng khi mà ngồi xa thì màn hình có đủ sắc nét hay không? Thì với độ phân giải là 2560x440, dĩ nhiên là cực kỳ sắc nét để chúng ta có thể chơi game. Về mặt cơ bản đi, khi mà chúng ta chơi game ở trên độ phân giải Full HD, đôi khi chúng ta còn không thể nhận biết được cái hình ảnh nó rỗ. Chúng ta chỉ quan tâm đến yếu tố là răng cưa trên nhân vật thôi. Thì khi chúng ta bật tính năng khử răng cưa lên rồi thì chơi game trải nghiệm màn hình Full HD anh em còn cảm thấy hài lòng. Thì khi chơi lên màn 2K chúng ta sẽ gấp đôi được cái trải nghiệm đấy. Tiếp theo nữa là những cái mẫu màn hình có tần số quét cao thì thường là độ phân giải sẽ phải hạ thấp xuống. Thế nhưng với em này, màn hình 2K và tần số quét anh em biết là bao nhiêu không? Là 240Hz, cao đúng không? Thì với 240Hz, độ trễ của sản phẩm là như nào? Thì 1mg/s2g là một thông số rất tốt để chúng ta có thể chơi những tựa game FPS. Làm nào để chúng ta có thể hiển thị được 240Hz? Đây cũng là một điểm mà chúng ta quan tâm. Mình đã gặp được một số anh em nhé, ở trên mạng ấy, anh em sử dụng mẫu màn hình có tần số quét cao này và độ phân giải cũng cao luôn, và anh em cắm qua cổng gì anh em biết không? HDMI, và bảo tại sao màn hình này nó chỉ lên được ngần này hẹp thôi, tại sao vỏ hộp nó ghi là 240Hz mà sao tôi sử dụng được không 120. Thì về sau hỏi ra là phát hiện là cắm vào cổng HDMI. Vì thế ở trong phần vỏ hộp sản phẩm cũng đã có sẵn dây DisplayPort rồi. Thế nên khi mà anh em sử dụng, anh em cũng cần phải cân nhắc để có thể tận dụng được hết những gì mà mẫu màn hình này có thể mang lại, chứ đừng làm ngược nhá. Lúc đấy thì buồn lắm. Đấy, những cái thông số cơ bản thôi chúng ta cần phải trải nghiệm thì mới có thể biết được. Thì về mặt sắc nét của sản phẩm thì không cần phải bàn cãi rồi. Còn về phần màu sắc của sản phẩm thì sao? Ở trên trang chủ của hãng thì ghi khá là nhiều thông số để anh em có thể quan tâm. Nhưng mà một yếu tố mà anh em có thể dễ hình dung nhất thì cái mẫu màn hình này sẽ có độ phủ màu họ ghi là 130% sRGB, nhưng thực tế chúng ta có thể hiểu rằng là mẫu màn hình này có độ bao phủ màu sắc rơi khoảng chừng là 100% sRGB, và nó sở hữu thêm cả độ bao phủ màu sắc rộng hơn là giải màu Adobe RGB là khoảng 90%. Đấy, còn giải mẫu DCI-P3 là 93%. Về cơ bản thì đây là một mẫu màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming, mang theo những cái thông số sắc nét về mặt hình ảnh, độ chính xác màu sắc và cái giải màu bao phủ lớn để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái nội dung tốt hơn. Và vì thế trên mẫu màn hình này cũng hỗ trợ tính năng HDR luôn. Tuy nhiên những cái nội dung HDR ở trên thị trường không nhiều lắm, thế nên khi sử dụng anh em có thể cân đo lại phục vụ sao cho đúng nhu cầu nhé. Bởi vì một số những cái game không hỗ trợ anh em bật HDR lên nhìn trông nó kiểu bị củ chuối lắm. Một số công nghệ khác thì sao? Tất nhiên vẫn sẽ hỗ trợ đầy đủ, ví dụ như là tăng cái khoảng sáng của những cái vùng tối lên này, có quy sinh, nhưng thực ra thì anh em cũng không mấy khi sử dụng đâu. Vì sao? Đơn giản thôi, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng ấy, chúng ta chơi game, màn hình đã là 240Hz rồi, độ phân giải còn là 2K nữa, thì những cấu hình bình thường anh em mua cũng đã sẽ xem nó cũng khá sát rồi. Chúng ta không cần phải những cái tính năng đấy để có thể cân bằng lại được cái yếu tố FPS và cái khung hình. Thế nên đúng không? Những công nghệ đấy có để khi chúng ta sử dụng, chẳng may anh em nào mà sử dụng cấu hình mạnh quá, ví dụ như kiểu là RTX 3080 chỉ chơi game gọi là Valorant thôi chẳng hạn, thì mới nên bật tính năng đấy để tránh cái việc FPS nó bay thẳng một phát lên khoảng chừng 400-500 FPS bị xé hình. Khi mà anh em sử dụng thì chơi game chúng ta hay đeo tai nghe đúng không? Nhưng mà màn hình này có thêm loa trên màn hình có sẵn thì là có thôi, nhưng mà mình hầu như mình không sử dụng lắm, bởi vì loa chỉ nghe ở mức vừa phải, và chúng ta đeo tai nghe khi chơi game thì giúp chúng ta nghe được cái tiếng âm thanh, những cái tiếng chân của địch tốt hơn. Thế nên loa đôi khi sẽ là một sản phẩm có cũng được, mà không có thì cũng không sao hết, bởi vì trải nghiệm màn hình này mang lại là điều tốt nhất. Vậy thì tổng kết lại đi, với khoảng 14 triệu đồng bỏ ra anh em sẽ có những gì? Ngắn gọn nhá, chúng ta có được một mẫu màn hình đến từ Gigabyte, có kích thước là 27 inch, tấm nền sử dụng là IPS, có độ phân giải là 2K, tần số quét là 240Hz, có mức độ bao phủ màu sắc là cực kỳ tốt. Vậy thì những yếu tố như vậy có làm cho anh em cảm thấy phù hợp với mẫu màn hình đến từ Gigabyte không? Thì đừng quên, đấy, đường link ở ngay dưới phần mô tả của video, anh em có thể click vào để chọn mua. Hoặc là anh em có cái ý kiến bình luận về gì về cái mẫu màn hình này, anh em đã sử dụng như thế nào rồi thì cũng để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.